Cho anh em càng lên sóng và anh em thưởng thức một mộng đi. Chơi nhạc bolero phải nói là say đắm đôi tai, say đắm lòng người, không muốn dứt ra. Con âm ly của dòng Đề Nông 680R. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phải màu. Ngã xin mình mềm lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm phải nói là nếu để dùng để nghe nhạc bolero, nhạc liên khúc, những thể loại mà anh em cần cái lời hát nó to, nó rõ ràng thì nó quá là hợp luôn. Bởi vì con âm ly này, cái lời hát hay còn gọi là giải mít ra quá xuất sắc với dòng Đề Nông. Đề Nông 680R, giá báo cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ 4 triệu đồng thôi anh em nhá, giá tại cửa hàng. Âm ly hàng bãi zin đẹp xuất sắc luôn. Size 43,544 anh em ạ. Thiết kế chạy hai cầu A cộng B, có nghĩa là đánh hai đôi, có bát, có chép và có cả lao lớt đầy đủ màu đen. 4 sò than nguồn xuyến màu nguồn xuyến tròn và hai tụ lọc. Các góc cạnh, các chi tiết đều thể hiện sự nuột nà xuất sắc. Thông tin của sản phẩm: sản xuất tại Nhật Bản, đánh hai cầu A cộng B, chuyển 100. Anh em chơi những dòng loa thùng chẳng hạn như của Diatone, của Onkyo, của Yamaha, Sony thoải mái luôn nha. Đấy là những dòng loa Nhật. Bởi vì cái dòng âm ly Đề Nông này nó rất là đa năng. Loa Nhật, loa Mỹ, châu Âu chơi được hết. Hoặc là anh em có những dòng loa JBL, loa Bose 201, 301, hoặc loa cây JBL, hoặc những dòng loa Buxell nói chung. Buxell thì nó có của Nhật, của Mỹ, của châu Âu, đều chơi được hết. Đôi loa cửa hàng đang phối ghép là đôi loa Bass 28. Anh em chơi những đôi loa Bass 20, 25, 30, thậm chí 32 vẫn thoải mái luôn với mẫu âm ly này. Tiếng nó rất thoát tiếng, nó thoát tiếng anh em nha. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cùng lỡ làng. Anh em mà cần những cái dòng âm ly mà vặn nhích cái volume nó lên, tiếng lời rõ, thì dòng Đề Nông nó là đáp ứng được điều đó anh em nhé. Còn rất nhiều những con âm ly khủng khác, nhưng mà anh em vặn thì nó phải vặn to hẳn thì nó mới ra được tiếng. Nhưng đặc trưng của cái dòng Đề Nông nó làm rất nhạy loa. Cứ trách mình quá vội vàng. Nó cực kỳ rõ, nó sang, nghe tai nó sướng phê. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Mọi chi tiết cửa hàng đã nói rõ, 4 triệu giá tại cửa hàng. Anh em đặt cọc, cửa hàng gói gửi tận nơi qua bưu điện.